biến vào trong tim chị đúng không? Ủa chị ơi, ở đây có tuyển nhân viên không chị? À, tuyển nhân viên hả? Hiện tại thì bên chị ở đây có tuyển không chị? Ủa, người ta hỏi có tuyển không? Vậy em có biết làm gì về ngành cửa chưa? Hỏi gì thì trả lời lấy đi. Thì tất nhiên người ta biết người ta mới hỏi chứ. Mà ở đây lương được nhiêu? Lương cơ bản là từ 6 đến 8 triệu nha em. Làm ở đây thì em có điều kiện á, là thứ nhất á là thứ bảy chủ nhật phải cho em nghỉ nè. Thứ hai á là cho em ứng tạm trước 3 tháng luôn. Thứ ba á không được đánh chửi em. Thứ bốn á là không được yêu em. Mà nếu lỡ yêu em rồi thì hãy đỡ trong lòng. Mà nếu mà không đỡ được trong lòng thì nói với em yêu lại. Em yêu lại là chị phải không được đánh em, không được chửi em, không được mắng em, phải cho tiền em tiêu xài. Chị chấp nhận không? Cửa ra bên kia nha em. Sao chị? Là biến. Biến rồi trong tim chị đúng không? Biến mày, biến ra ngoài. Ai hốt gì mà Minh gì đâu á.